Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức đến từ kênh Tin nóng đất Việt. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật 24 giờ qua. Mỹ lại ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong mỗi ngày vì COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh, trên 2.000 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng phải thở máy và can thiệp ECMO. Công khai, minh bạch, không được trục lợi cá nhân khi hỗ trợ người nghèo. Chiến sĩ công an hy sinh giữa mùa dịch vì sự bình yên của dân. Vừa xuống chỉ thị 15, Buôn Ma Thuột ghi nhận chùm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 3 tháng mất việc và lần rời thành phố Hồ Chí Minh bất thành của đôi vợ chồng mắc kẹt. Mỹ lại ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong mỗi ngày vì COVID-19. Quý vị thân mến, lần cuối cùng Mỹ ghi nhận hơn 1.000 người chết trong một ngày vì COVID-19. Thống kê Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong vì COVID-19, tương đương với khoảng 42 triệu người chết trong một giờ, trong bối cảnh biến thể Delta tiếp tục càn quét các vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Các ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở Mỹ đang tăng đột biến trong vài tháng qua và trung bình là 769 ca mỗi ngày giờ địa phương. Chính quyền Tổng thống Joe Biden xác nhận họ có kế hoạch gia hạn yêu cầu đeo khẩu trang trên máy bay, tàu điện, xe buýt và tại các sân bay, ga tàu đến giữa tháng 1 năm sau. Giống như ở các nước khác, biến thể Delta đã đặt ra một thách thức lớn ở Mỹ. Các quan chức Mỹ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng khi số liều tiêm trung bình trong 7 ngày tăng 14% trong vòng 2 tuần qua. Trong khi các chính phủ và doanh nghiệp ban đầu đưa ra các biện pháp khuyến khích như tặng tiền mặt và giải thưởng cho ai chịu tiêm vaccine, sự gia tăng các ca nhiễm đã khiến một số công ty và tiểu bang đưa ra quy định bắt buộc phải tiêm vaccine nếu như người lao động muốn duy trì công việc và không phải xét nghiệm định kỳ. Tuy nhiên, các bệnh viện ở Mỹ tiếp tục tràn ngập bệnh nhân mới khi số ca nhập viện liên quan đến COVID-19 đã tăng khoảng 70% trong vòng 2 tuần qua. Mỹ đã ghi nhận trung bình hơn 100.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong 12 ngày qua, mức cao nhất trong 6 tháng. Miền Nam nước Mỹ vẫn là tâm dịch trong đợt bùng phát dịch mới nhất khi Florida ghi nhận mức kỷ lục gần 26.000 ca nhiễm mới vào tuần trước. Theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh, tại Úc, giới chức trách thành phố Sydney ngày 18 tháng 8 cho biết đợt bùng phát dịch vì biến thể Delta vẫn chưa đạt đỉnh điểm và người dân phải chuẩn bị tinh thần cho tình trạng số ca tử vong tiếp tục tăng. Được biết, Sydney đang tiếp tục phá kỷ lục về số ca nhiễm mới mỗi ngày cho dù đã phong tỏa gần 2 tháng. Bang New South Wales ngày 18 tháng 8 cho biết họ ghi nhận 633 ca nhiễm mới mỗi ngày, trong đó có 545 ca ở Sydney. Kể từ khi biến thể Delta xuất hiện ở Sydney vào ngày 16 tháng 6, 60 người đã tử vong, trong đó có 3 người qua đời hôm 18 tháng 8. Bang New South Wales mới có khoảng 28% người dân trên 16 tuổi đã được tiêm vaccine đầy đủ. Vì vậy, Giám đốc Y tế bang Kerry Chan cảnh báo sẽ có thêm nhiều người chết nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng. Cho đến nay, chỉ 1/4 người trưởng thành ở Úc được tiêm chủng đầy đủ, gây áp lực lên Thủ tướng Scott Morrison. Thành phố Hồ Chí Minh, trên 2.000 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng phải thở máy và can thiệp ECMO. Quý vị thân mến, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 1.993 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân can thiệp ECMO. Thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay đã có 154.759 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố. Trong đó, có 154.359 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 400 trường hợp nhập cảnh. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 33.208 bệnh nhân, trong đó có 2.065 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.993 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 16 tháng 8, có 2.716 bệnh nhân xuất viện. Tổng số xuất viện cộng dồn từ đầu năm đến nay là 75.589 bệnh nhân. Có 315 trường hợp tử vong trong ngày. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 43.730 người. Trong đó có 17.274 trường hợp F0 mới và 26.456 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận huyện là 13.939 người. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang chia làm 3 giai đoạn kiểm soát dịch bệnh.
Giai đoạn 1, từ ngày 15 đến 22 tháng 8, thành phố phấn đấu kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong do COVID-19, không để xảy ra trường hợp F0 chuyển nặng mà không được tiếp nhận, điều trị, xác định chiến lược chuyển đổi vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng và mở rộng vùng xanh. Giai đoạn 2, từ ngày 21 đến 31 tháng 8, thành phố đặt mục tiêu mở rộng vùng xanh, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh đối với huyện Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè, quận Phú Nhuận, quận 5, quận 7, quận 11. Giai đoạn 3, từ ngày 1 đến 15 tháng 9, thành phố duy trì và kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng. Số lượng nhập viện điều trị mỗi ngày không vượt quá số xuất viện mỗi ngày. Theo đó, số nhập viện dưới 2.000 người mỗi ngày, đảm bảo hơn 70% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và 15% người dân được tiêm mũi 2. Về xét nghiệm giám sát, thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm giám sát phân loại các tổ dân phố, tổ nhân dân thành 4 nhóm gồm xanh, vàng, cam, đỏ và được tổ chức xét nghiệm theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố để giải phóng vùng sạch, đánh giá vùng nguy cơ, duy trì và kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng. Công khai, minh bạch, không được trục lợi cá nhân khi hỗ trợ người nghèo. Kính thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu việc hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cần chọn đúng, đủ đối tượng, thực hiện công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của ông Võ Văn Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19 đợt 2. Trong đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, người lao động làm nghề xe ôm truyền thống, xích lô chở khách là những lao động nghèo mất việc thuộc nhóm lao động tự do được hỗ trợ theo khoản 4, điều 2, nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chính quyền các quận, huyện, thành phố Thủ Đức khẩn trương hoàn tất chi hỗ trợ cho các đối tượng này. Các trường hợp lao động tự do chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 chưa nhận hỗ trợ đợt đầu tiên sẽ được nhận bổ sung vào kỳ chi hỗ trợ đợt 2 với tổng kinh phí 3 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân các địa phương cần cập nhật số lượng người chưa nhận hỗ trợ đợt 1, bổ sung vào danh sách chi đợt 2 và chuyển kinh phí tới các phường, xã, thị trấn để hoàn tất hỗ trợ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh định hướng đối với hộ nghèo, cận nghèo sau khi rà soát Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức phê duyệt danh sách và thực hiện hỗ trợ theo quy định. Đối với hộ lao động nghèo, thành phố sẽ căn cứ vào dự toán kinh phí hỗ trợ và chính quyền các địa phương xem xét hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên. Cụ thể, đối với hộ lao động nghèo có 3 người trở xuống đang rất khó khăn, bức bách, các địa phương thực hiện theo công văn 2627 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hỗ trợ đợt 2 cho người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đối với các hộ lao động nghèo có 2 người trở xuống đang gặp khó khăn, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức huy động và sử dụng nguồn kinh phí vận động hợp pháp của địa phương, sự hỗ trợ từ quỹ COVID-19 thành phố để chi tùy theo nhu cầu và điều kiện thực tế. Việc triển khai chính sách hỗ trợ nêu trên, trách nhiệm của địa phương rất quan trọng, đặc biệt là tại khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trong việc rà soát, chọn đúng, đủ đối tượng hỗ trợ, thực hiện công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách, trục lợi cá nhân, văn bản truyền đạt ý kiến nêu rõ. Chiến sĩ công an hy sinh giữa mùa dịch vì sự bình yên của dân. Quý vị thân mến, có một chiến sĩ công an nhân dân vừa ra đi khi đang lao vào giữa tâm dịch của địa phương để truy vết, cách ly người dân ra khỏi con virus quái ác. Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, sinh năm 1989, Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch đã ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội, người thân vì nhiễm COVID-19. Hai mẹ con đều trên tuyến đầu chống dịch. Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh là con trai duy nhất trong gia đình có truyền thống cách mạng. Cha của Minh nguyên là Phó trưởng Phòng An ninh Đối ngoại, Công an tỉnh Tây Ninh, vừa nghỉ hưu, mẹ của Minh công tác trong ngành y tế của địa phương. Tôi vào trang Facebook cá nhân của Minh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là tấm ảnh cha mẹ Minh chụp chung với nhau kèm theo dòng chữ "Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông", được Minh sử dụng làm hình nền. Trong status Minh ghi, "Má con em luôn có mặt trên mọi mặt trận phòng chống dịch, mong sao hết dịch để về quê gặp tía má. Anh chị em thương em, ai ở yên đó, cho gia đình em sớm đoàn viên nhé. Em cảm ơn nhiều lắm." Bấm vào xem đoạn video có nick Facebook Liễu Thắm, mẹ của Minh, thấy dòng bình luận: "Con trai giỏi bất ngờ luôn." Trong Facebook của Minh, rất nhiều hình ảnh hai mẹ con chụp chung. Dượng út của Minh, người sống cạnh nhà Minh, cho biết: "Thằng Minh nó hiền, nó thương ba mẹ nó lắm.
lúc nào không trực là nó chạy về nhà thăm ổng bả liền. Nó luôn vui vẻ và sống tốt với bà con, lối xóm. Nói về con trai mình, bà Huỳnh Thị Liệu Thắm, mẹ của Minh cho biết, cứ mỗi lần dịch bùng phát, hai mẹ con đều cùng nhau đi chống dịch. Ngày 14 tháng 7 năm 2021, trước khi huyện Bến Cầu, nơi gia đình Minh sinh sống, chuẩn bị giãn cách xã hội, Minh tranh thủ mua thức ăn đem về nhà cho cha mẹ và không quên dặn dò cha mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Rồi vác ba lô trở về đơn vị, Minh lại quay vào ôm mẹ rồi mới lên xe rời đi. Minh về hôm trước, hôm sau tôi cũng nhận được quyết định đi hỗ trợ công tác phòng chống dịch ở chốt cầu Bến Đình. Minh gọi điện thoại về dặn dò cha mẹ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe vì mẹ đã lớn tuổi, nếu mắc bệnh sẽ rất nguy hiểm. Nhưng không ngờ, người mắc bệnh lại chính là Minh. Giọng người mẹ mất con nghẹn lại. Vừa xuống chỉ thị 15, Buôn Ma Thuột ghi nhận chùm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Kính thưa quý vị, người đàn ông thấy mệt trong người nên đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột khám và test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, ngành y tế phát hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến người đàn ông này. Sáng ngày 17 tháng 8, thông tin từ ngành y tế tỉnh Đắk Lắk xác định 7 trường hợp ở phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 16 tháng 8, ông TQS, 53 tuổi, trú đường Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất, thấy mệt trong người nên đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột khám, phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan đến người đàn ông này và phát hiện thêm 6 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có con gái ông S. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, ngành y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phong tỏa khu vực liên quan đến các ca mắc bệnh trên. Thời gian qua, ông S không đi ra khỏi tỉnh, chỉ đi làm từ nhà đến rẫy ở huyện Buôn Đôn. Hiện có 60 hộ dân sống gần khu vực nhà ông S bị phong tỏa. Theo điều tra dịch tễ của ngành y tế, từ ngày 1 tháng 8 đến nay, những trường hợp nói trên đã đi rất nhiều nơi như quầy thuốc Tây, cây xăng trên đường Nguyễn Thị Định, nhà trọ hẻm 42 đường 30 tháng 4. Hiện cơ quan chức năng đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2, đưa những người tiếp xúc gần đi cách ly theo quy định, điều tra nguồn lây nhiễm của chùm ca bệnh trên. Đáng nói, thành phố Buôn Ma Thuột vừa kết thúc chỉ thị 16 vào ngày 14 tháng 8 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định áp dụng chỉ thị 15 kèm theo yêu cầu nghiêm ngặt về yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. 3 tháng mất việc và lần rời thành phố Hồ Chí Minh bất thành của đôi vợ chồng mắc kẹt. Kính thưa quý vị, mượn được 1 triệu, vợ chồng anh Luận làm xét nghiệm SARS-CoV-2 hết 700.000 đồng. Số còn lại, họ làm lộ phí định về quê Quảng Trị nhưng chưa ra khỏi thành phố thì được vận động quay trở lại. Anh Trần Thanh Luận, 32 tuổi, cùng vợ là chị Lê Thị Quỳnh, ngồi buồn hiu trong phòng trọ nóng nực, rộng chưa đến 9m² ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vì nhớ con. 5 giờ ngày 15 tháng 8, vợ chồng anh Luận gói ghém đồ đạc rồi cùng hàng trăm người dân ở các tỉnh Bình Định, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình đang mưu sinh tại thành phố đi xe máy về quê. Lưu thông đến giao lộ quốc lộ 1, Phan Văn Hớn, quận 12, vợ chồng anh Luận cùng những người khác được lực lượng chức năng chặn lại, hướng dẫn về một trường học gần đó, vận động quay trở lại nơi ở để đảm bảo công tác phòng dịch. Vợ chồng anh Luận và khoảng 30 lao động đang lưu trú tại phường Bình Hưng Hòa B được cán bộ phường sang đón đưa về tận phòng trọ. Anh Luận vào thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân may từ năm 2018 với mức lương 6 triệu đồng mỗi tháng. Đầu năm 2021, chị Quỳnh gửi con trai 3 tuổi cho ông bà ngoại ở quê trông nom để vào thành phố làm công nhân cùng chồng. Anh Luận kể, mỗi tháng công ty cho ứng 1 đến 2 triệu tiền lương để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, số lương còn lại sẽ nhận đủ vào cuối năm. Do dịch bệnh phức tạp, công ty ngưng hoạt động từ giữa tháng 3 nên vợ chồng anh nghỉ việc. Lúc dịch mới bùng phát dịch thì còn ít tiền lương ứng trước nên dễ thở. Mọi chi tiêu ở những tháng tiếp theo tụi em đều phải tính toán kỹ lưỡng nên tiền tiết kiệm cạn dần, anh Luận chia sẻ. Thất nghiệp, không làm ra tiền, vợ chồng anh Luận liên hệ với công ty xin nhận số lương còn lại nhưng điện thoại không liên lạc được. Để có tiền mua thức ăn hàng ngày, anh Luận phải bán tủ lạnh và nồi cơm điện. Nhớ con, nhớ nhà nhiều lắm mà giờ không về được, còn ở lại thì 3 tháng trời không biết làm gì để có tiền sinh sống. Vợ chồng em ăn cơm với mì tôm, trứng từ Mạnh Thường Quân cho để sống qua ngày, chị Quỳnh buồn rầu. Cố gắng cầm cự hơn 3 tháng để quay trở lại công việc, nhưng thành phố tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15 tháng 9, nên vợ chồng anh Luận quyết định về quê vì không đủ khả năng trả tiền thuê trọ và mua đồ ăn. Trước khi khởi hành, anh Luận vay mượn được 1 triệu đồng từ người thân ở quê và cùng vợ đi xét nghiệm SARS-CoV-2 hết 700.000 đồng. Số tiền còn lại, anh Luận mua ít xăng dự trữ và tính làm lộ phí cho quãng đường hơn 1.100 km.
được chính quyền vận động, vợ chồng tôi ráng ở thêm một tháng nữa rồi mới tính tiếp. Vợ chồng tôi cũng liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường để đăng ký tiêm vaccine cho an toàn, anh Luận cho hay. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa B cho biết, vợ chồng anh Luận là trường hợp khó khăn nhất trong số những người đi xe máy về quê nên trước mắt địa phương hỗ trợ 800.000 đồng để trả tiền phòng và hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Ủy ban Nhân dân phường có trung tâm an sinh để hỗ trợ bà con khó khăn về lương thực, thực phẩm thiết yếu. Các trường hợp chưa tiêm vaccine, chúng tôi mời bà con đi tiêm để có sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe để sau khi giãn cách tiếp tục công việc, ông Đức thông tin. Cần Thơ xét nghiệm đợt 4 ở khu vực nguy cơ cao, rất cao. Kính thưa quý vị, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Cần Thơ cho biết, thành phố sẽ tổ chức xét nghiệm đợt 4 trên tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, chỉ thực hiện ở những ấp, khu vực có nguy cơ cao và rất cao, chứ không xét nghiệm trên diện rộng để tiếp tục sàng lọc các ca F0 trên địa bàn. Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, thời gian xét nghiệm đợt 4 diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 8 tại các xã, phường, thị trấn có nguy cơ cao và rất cao. Cụ thể, tại quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, người dân của 100% các phường được xét nghiệm. Tại quận Cái Răng, 5 trên 7 phường, tại quận Ô Môn, 6 trên 7 phường, tại quận Thốt Nốt, 8 trên 9 phường, tại huyện Phong Điền, 6 trên 7 xã, tại huyện Cờ Đỏ, 7 trên 10 xã, tại huyện Thới Lai, 5 trên 13 xã, tại huyện Vĩnh Thạnh, 1 trên 13 xã, thị trấn. Ba đợt thực hiện chiến dịch xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng trên quy mô toàn thành phố cho kết quả bước đầu khá tích cực. Một số lượng lớn các ca F0 đã được bóc tách ra khỏi cộng đồng.